cách nói với điện thoại của bạn Trí Nghĩa nào. Nào, chúng ta hãy chờ đón xem. À. Wow. Em là em muốn vô phần hình ảnh chứ rồi đó. À, ơ, trời ơi. Ôi trời ơi. Em muốn thoát ra cơ. Sao thoát ra? Em muốn coi một mình thôi. Ở đấy chụp hình một mình mình nè. Mình thử nha, mình thử một đội. Khoan khoan. Thấy có một đối tượng lạ. Cái đâu một đâu? Đối tượng lạ mặc áo màu xanh, đội nón màu xanh. À, nữ đây hả? Bấm vô. Đúng trời không? Ôi. À, đây là ai vậy bạn Khai, Trí Nghĩa? Khai ra mau. À, đây là bạn làm chung cơ quan. Bạn làm chung thôi chứ không có thân lắm. À, vậy hả? Rồi, tiếp tục nha. Đẹp quá trời. Trời ơi, sáu múi kìa. Xin lỗi, bấm lộn. Bấm lộn thì cái mùi cố ý quá vậy. Tám múi gì mà sáu múi. Đây chắc mẹ mình phải không? Dạ, đúng rồi mẹ. Con chào bác. Hình ảnh thì cũng đơn giản thôi. Ý có một bạn nữ này là ai nhờ? Cũng là cái bạn đó nè. Phải không? Không, bạn này khác. Ồ, khác hả? Dạ. Đa số mấy bạn làm chung cơ quan. Anh Nhân có biết mấy bạn này không? Biết. À, biết luôn hả? Dạ. À, đẹp quá mà sao mình không thử tìm hiểu? Dạ không. À, không thích có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với đồng nghiệp. Dạ dạ. Là cái bạn khá rõ ràng trong cái chuyện công việc và tình yêu đúng không nè? Dạ đúng rồi. Em à, nếu em không muốn làm con mẹ anh thì làm mẹ con anh nhé. Trời ơi, mối quan hệ nào cũng vậy, bắt đầu không khó, duy trì mới khó. Như vậy chúng ta là thấy cuộc sống Trí Nghĩa cũng khá là đơn giản ấy chứ. Anh ấy học tập nè, rồi đi làm thêm nè, giao lưu với bạn bè, đi du lịch. Mời mọi người khám phá chiếc điện thoại của bạn Trí Nhân. Chỉ có lật qua 3 trang thôi. Rồi mình kiểm tra cái địa điểm. Thường thì bạn ấy chụp ảnh ở đâu? Ở thành khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều nè. Có một số hình ảnh ở gần Phan Thiết nè. Có thấy Đà Lạt. Có Đà Lạt là chứng tỏ bạn ấy nói đúng là bạn ấy đi Đà Lạt. Ở Nha Trang nữa nè. Đa số là những hình ảnh vui nhộn, những món ăn, toàn chụp hình selfie của một mình hoặc là với hai anh em không à. Đây là chụp hình với người nổi tiếng. Wow. Cơ duyên nào mà bạn gặp được Duy Mạnh? Dạ, cơ duyên ảnh tham gia game show của Beckham về đây biểu diễn. À. Ý, bé này cưng bé quá. Mẹ ngọc nhẹo nhất nhà, cháu. Cháu là con của anh con, bạn con hay là? Con của gì? Anh trai mình lập gia đình chưa ạ? Dạ, lập gia đình rồi. Đây là một trong những đứa cháu đúng không ạ? Ồ, cưng quá kìa. Đúng gia đình đẹp đều luôn trời. Này, ơi. Chắc cả nhà mình đi chơi phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Đi từ Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Chữ, Ninh Hòa, Đà Lạt, rồi đi. Cả đại gia đình mình đi luôn? Dạ, đi. Trong ra các bạn cảm thấy rất ấn tượng với khoảnh khắc đó đúng không ạ? Chụp quá chân hình luôn nè. Đây là bác gái đúng không ạ? Không, này là gì? À, gì đó. Bác gái hồi nãy cho mới coi bên đây rồi đó. Ôi, quên. Không, tại nhìn giống quá nè. Em của mẹ. Nãy giờ thì nghe mọi người ở ngoài rất là nhộn nhịp. Tụi em thì chỉ được nghe thôi chứ không có TV kết nối cái điện thoại với, khá là tò mò. Nhưng mà không biết là em có thể đặt một cái câu hỏi ngoài lề cho hai anh, đặc biệt anh Nhân á. Thì mẹ anh có quan điểm như thế nào về người vợ của anh? Đối với mẹ anh thì không có tiêu chuẩn gì con dâu trong mắt. Nhưng mà mẹ anh có nói một câu là về biết hiếu thảo với cha mẹ là được rồi. Rồi vậy yên tâm rồi he, cô nàng lo xa, Thúy Nga ơi. Dạ. Rồi còn bạn Cẩm Tú, bạn có điều gì muốn hỏi Trí Nghĩa không? Về gia đình thì không biết là mối quan hệ của anh với ba anh như thế nào. Nhà anh trai không à, ba thì muốn kiếm gái á. Nên giờ chị dâu là cực kỳ là ba thương nhất luôn. Trời, có bác trai vậy chắc cưng dâu dữ lắm nè. Như vậy thì cái nỗi sợ, nỗi lo của em về ba chồng không phải là nỗi lo lớn nhất đâu. Nỗi lo lớn nhất là chị dâu lớn kìa. Em thì em không sợ bởi vì tính của em cũng hòa đồng lắm. Em nếu mà hai chị em ở chung với nhau chắc chắn sẽ rất là thân. Cảm ơn em. Như vậy chúng ta đã có một phần tương tác khá là thú vị giữa hai cô gái xinh xắn đáng yêu cùng với Trí Nhân và Trí Nghĩa. Bây giờ thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho các người đẹp thêm một phần lợi thế nữa khi các cô ấy sẽ trực tiếp cầm điện thoại của hai chàng trai này trên tay để tìm hiểu xem những điều bí mật nào mà các bạn muốn khám phá thế giới của các chàng ấy. Nào, xin mời hai bạn. Như vậy là hai cô gái xinh đẹp chúng tôi đã tìm hiểu điện thoại cá nhân của Trí Nhân và Trí Nghĩa. Và bây giờ hãy chờ đón xem câu trả lời của các người đẹp dành cho các chàng trai sẽ như thế nào đây. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với tần số tình yêu.